yêu cầu mình ơi em chẳng cho về hả? Có chắc không quý vị? Đấy, lại thêm tờ nữa này. Đấy, cái tờ này nó là cái tờ gì đây? À, Serenade dạ khúc. Hà hà, bài này ban nhạc không có, chết ban nhạc chưa? Bài này ban nhạc chưa có tập quý vị ạ, Ngô Nhung chưa gửi bài này nhưng mà Ngô Nhung hứa là thời gian tới sẽ tập bài này với ban nhạc. À, ca khúc Mình ơi em chẳng cho về. Mà không biết tại sao Ngô Nhung thấy là ca khúc này làm cho quý vị yêu thích nhiều đến mức độ như vậy. Đi đến đâu ai cũng yêu cầu ca khúc này, hay tại vì thằng chồng là Lam Nhat Tien? Quý vị có muốn mời thằng chồng của Ngô Nhung ra đây không ạ? Anh ơi, anh gì đẹp trai ơi. Mình ơi, quý vị gọi mình ơi đi. Mình ơi. Gì đấy? Thằng nào trả lời đấy? Steven Mai phải không? Yeah. Em xin kính chào quý vị các bạn. Anh có khỏe không? Anh khỏe. Anh có thấy yêu cầu bài gì đấy không? Mình ơi em chẳng cho về à. Bài này anh chả hát câu nào mà anh chỉ đóng làm chồng thế mà người ta cũng yêu cầu. Nhưng mà phải rất là sorry anh là anh có hát 4 câu cuối. Tiến với Nguyễn Hồng Nhung không biết tại sao, sao hôm nay anh đứng xa em thế? Đấy, nếu nó bình thường nó dê lắm mà hôm nay tự dưng nó làm... Nguyễn Hồng Nhung quậy quá là tâm tính không dám đến gần hả? Xạo không à? Nó nghe tại vì tụi mình sắp đóng cái bài Mình ơi em chẳng cho về đó, thành ra... phải chảnh chút phải không? Cho nó giống. Nhưng mà chưa đóng mà, từ từ thôi, bây giờ đang nói chuyện với khán giả, đi ra đây đã. Ủa, nó muốn gọi mình mà nó giỡn tay này, lại đây. Em xin lỗi nha, em cũng đẹp, xinh đẹp như ai, ai da. Bóp tay đau quá. Quý vị thấy Lam Nhat Tien có đẹp trai không? Có hả? Xấu quá hả? Đấy, thấy chưa? Chết chưa? Xấu hơn anh rồi, chắc chắn. Xấu quá, chí chưa? Tại vì anh ấy thích Nguyễn Hồng Nhung cho nên anh nói anh Lam Nhat Tien xấu quá. Gài nhá. Bây giờ quý vị, bao nhiêu quý vị đồng ý ca khúc Mình ơi em chẳng cho về? Những quý vị đằng xa vỗ tay thật to cho Hồng Nhung nghe coi. Tại vì nếu mà quý vị không vỗ tay thì bài hát này sẽ không được thực hiện. Lam Nhat Tien đồng ý không? Ok. Nguyễn Hồng Nhung, tại vì ở ngoài đời Lam Nhat Tien chê Nguyễn Hồng Nhung cho nên ngày hôm nay lên sân khấu không lấy được thằng chồng này, phải lấy cho bằng được. Yes. Ok. Lam Nhat Tien ngoài đời chỉ là người tình không chân chung của Nguyễn Hồng Nhung thôi quý vị ạ. Ok. Bây giờ kiếm chỗ nào ngồi xuống đi, xong rồi không được, có trà mình, nước ở đây sao mà rót. Đóng như là trong video đi ha. Phải giống như vậy ha. Giống hệt đi trong video thì mình okay, giống như có chai nước này. Đấy. Rót xong rồi em mở cho. Bây giờ thời đại này kiểu mới rồi. Bây giờ không phải đàn ông mở cho đàn bà mà đàn bà mở cho đàn ông. Tại vì Nguyễn Nhung muốn quá cho nên là con phải mời. Ngồi xuống đi. Ngồi. Trời ơi, chồng cô kêu mẹ chết rồi. Em lạy anh ngồi cho em dùng. Nhạc lên, mấy ông mặt cứ đực ra. Cứ vỗ tay lên quý vị. Tình em chẳng cho về.
cho về. Em níu vạt áo em để mà bài thơ. Chữ chung xin để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta mà chữ được bài hát này mà có Lam Nhat Tien ở trên sân khấu mà diễn hay như thế này đấy. Ở ngoài live quý vị thấy có khác gì với băng video không ạ? Không đúng không? Mặt vẫn chảnh như thế phải không? Nó bị bệnh mà. Chảnh với Hồng Nhung thôi, không trong nhóm chảnh ai hết. Thấy chưa? Thấy không? Thấy mặt không? Thấy mặt kiêu sa chưa? Dạ vâng ạ, em biết là anh song ca với nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng của các trung tâm ạ. Cho nên là ngày hôm nay em được hát chung với anh là một niềm vinh hạnh của em ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Quý vị thấy là thích Lam Nhat Tien hát chung với ai nhất? Yeah. Thấy chưa? Quý vị nói vậy là Hồng Nhung có chảnh lắm á. Đâu có đâu, sự thật thì mất lòng thôi. Ok, vậy bây giờ quý vị muốn Lam Nhat Tien hát song ca với Hồng Nhung tiếp không? Yes, bài hát gì? Tình yêu tình người hả? Quý vị có muốn nghe tình yêu tình người không? Đấy, chết ơn. Chưa? Xí. Hả, xí gì thế? Dương quân nhân vật thứ ba đâu có hát chuyện ba người đâu. Không phải, tại vì ban tổ chức muốn là quý vị đứng ở đây có thể ngồi ở đằng kia không nếu mà quý vị không có nhảy. Tại vì những người già đằng sau không thấy được. Xin lỗi quý vị, tại vì không có muốn mà tại vì ban tổ chức muốn là ở đằng sau có ghế. Thế thì phải có ghế ở đây cho người ta ngồi chứ. Không, đây phải nhảy. Nếu mà quý vị nhảy thì có quyền đứng ở đây nhảy. Còn nếu mà không nhảy thì ngồi xuống. Thôi quý vị cứ ra đây sao nhảy đi. Cứ Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bài này đâu có nhảy được đâu, nhảy thôi mà quý vị cứ ôm đại nhau đi. Thế là nhảy thôi, đâu có gì đâu. Nói đùa với quý vị chút xíu thôi. Ở những quý vị đằng xa kia, make sure làm sao mà quý vị có thể nhìn thấy được. Bây giờ cái ông này ông làm cho mình tự dưng quên béng mà mình nói gì, mình hát bài gì nhỉ? Tình yêu tình người. Đúng rồi. Tình yêu tình người nhá quý vị. Yes. Ok. Tự dưng có cái nhóm cổ động viên ở đây thấy nó vui hẳn lên nhá. Thế mà thấy đi xuống tự dưng thấy quý vị xìu xuống hẳn à. Thế quý vị có thể vỗ tay thật to lên được không ạ? Yeah. Come on everybody, out on the dance floor. Come on, we don't have much time left. Come okay. On. Tình yêu tình người, thưa quý vị. Đi từ bên kia ra nó mới giống video. Từ bên này, bên kia, ngược. Giờ giấc đưa ta đến nơi xây trên tình người.
chia màu da. Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta, cho thế giới bình an và tình yêu người ra. Đã mở rộng đón tôi, thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi thêm một lần nữa với tất cả tình yêu. Sẽ mãi luôn luôn với ta, cho thế giới bình an. Yeah.